Hello và xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và mọi người có thể thấy thì hiện tại bây giờ mình đang có con Sonaka, một vị tướng anh em chắc cũng biết từ lâu rồi. Là một vị tướng mà hiện tại bây giờ thì giá trị của nó là một vị tướng 3 vàng mọi người nhá. Và kiểu là cho ta skill của nó thì anh em thì thấy là nó sẽ khiến cho năng lượng của đối thủ sẽ tăng lên và sẽ dùng skill chậm đi. Đó chính là kỹ năng của Sonaka. Một kỹ năng mà rất khó chịu. Nhưng đối thủ mà chơi kiểu pháp sư mà gặp kiểu Sonaka này đúng là bó tay chấm com luôn. Bây giờ thì mình thì đang hướng tới một đội hình, đó chính là gì đây? Con Sonaka này thuộc kiểu, kiểu tái tạo các kiểu nữa, hệ tái tạo, hệ restator. Mình không giỏi tiếng Anh lắm nhưng mà nó hệ tái tạo của người nhá. Ông này thằng Kalista này đang chơi đó chúng ta Thay Ma rồi. Đúng, Thay Ma mình rất là hot trend hiện tại bây giờ luôn ấy, cực kỳ hot trend mọi người nhá. Gọi là cực kỳ hot trend luôn. Nếu như mà anh em mà kiểu chơi nhuyễn cái đội hình Thay Ma thì anh em sẽ có thể úp lên rank cao thủ là chuyện bình thường, hoặc là lên thách đấu lần đầu mùa lắm nhá. Lúc mới về Việt Nam anh em mà chơi trước ấy thì anh em sẽ úp thách đấu với đội hình Thay Ma luôn, rất là khỏe. Đội hình dễ chơi mà lại khỏe nữa. Ủa trời ơi, ông này có cái gì ta, đạn đạo đẹp đấy. Lee Sin này, Morgana này, bây giờ thì mình sẽ lấy trang bị gì nhỉ? Mình sẽ lấy trang bị gì đây? Đang có set này, Morgana này, rồi là Lulu các kiểu đây nữa. Lee Sin. Mình sẽ lấy trang bị áo trong bạc của mình nhá. Mình sẽ làm combo của con Sonaka như kiểu là combo đó chính là cuồng đao, cung ba tia và sâu zin đó. Mình sẽ làm combo như vậy. Thì con Sonaka sẽ dùng skill cực kỳ nhanh luôn, super hồi skill luôn. Đấy, anh em sẽ thấy được cái khả năng gọi là khó chịu của nó. Ui, sao lại rơi hoài ta? Sonaka, quăng, bút phát. Đấy mấy ông, mà kiểu chơi kiểu như kiểu là như này thì sẽ bị khó chịu, mà kiểu mà ông đứng chụm chụm một nữa thì còn mệt hơn. Round này mình nghĩ mình sẽ win, bởi vì Sonaka có vẻ khá là ổn này. Mình sẽ run Sonaka ở tầm level 7 đi. Level 7 thì lại ra tướng Sonaka là một vị tướng 2 vàng à? Nãy giờ mình cứ tưởng Sonaka 3 vàng chứ. Ok, mình nghĩ là nó chỉ là một vị tướng 2 vàng mà thôi. Ông này đang có Zeke này, có Zeke này, có Lee Sin này, Jindo nữa. Zeke thì đang cầm một cái trang bị, đó chính là một bùa xanh và một cái trang bị ngang bảo thạch. Combo khá là đẹp. Và đội hình tiểu quỷ thì anh em biết rồi, đội tiểu quỷ thì nó sẽ có một cái lượng tốc độ đánh cơ bản khá là cao. Ôi, từ từ xem nào, 1 cân 3. Ê, ông này còn Udi thì võ chó võ mèo võ các kiểu, nhưng mà không sao, cái nội tải của cái hệ kia của mình thì nó sẽ ok, lên bãi quái này. Chỉ hy vọng trang bị ra sẽ là một cái nước mắt hoặc là một BF nhá. Mình sẽ làm sâu zin cho con Sonaka. Cuồng đao cung ba tia cộng sâu zin. Combo như vậy thì nó sẽ kiểu là super hồi phục.
Super dùng hồi phục mana, dùng skill liên tục luôn. Thì hiện tại bây giờ ở bên server BE thì anh em nhớ anh em chơi được rồi, còn nhiều em chưa chơi nên anh chắc là cũng chưa biết về cái kỹ năng hay là nhiều cái thứ của bên mùa năm này. Thì cũng chỉ khoảng tầm mấy ngày ấy nhỉ, hôm nay mình 19 thôi, thì tầm khoảng 8 ngày nữa thôi, à 9 ngày nữa thôi. 9 ngày nữa thì chúng ta sẽ được trải nghiệm mùa năm ở bên server Việt Nam. Lúc đấy thì mùa năm sẽ ra chính thức của người á. Hiện tại bây giờ thì vẫn ở bên server BE mà thôi. Vào ngày 28 tháng 4 mọi người, 28 tháng 4 nhá, là bao nhiêu nhỉ? 9 9 cộng 9 đúng rồi, 9 ngày nữa. Lissandra này, 2 sao luôn. Virus à? Anh nếu anh em muốn xem Virus thì có mần nha, mình sẽ làm cho anh em xem Virus luôn. Còn Virus này thì kỹ năng của nó là bắn tên mưa tên mọi người nhá, kiểu mưa tên. Bây giờ thì mình cần thêm một cái sâu zin mọi người nhá, một cái sâu zin nữa thôi là mình có thể cho con. Ui, trang bị này quỷ thư cũng được, trang bị quỷ thư cũng ngon. Quỷ thư nó sẽ khiến cho cái vùng mà con cái vùng của con gì ta, con Soraka này nó sẽ khiến đối thủ bị Invoker Drawburger lấy luôn rồi nhá. Mình sẽ chơi đó chính là kiểu 8 Drawbinger đi ha, cho con Soraka này nó hồi với cả là 4 Ranger luôn. Như thế là Soraka này nó sẽ thành quái vật luôn cho anh em xem. Draven này, Warwick này, Hecarim này, nhưng không xem biết không? Anh em vẫn chắc vẫn nhớ con Sonaka ở cái mùa đấy đúng không? Câm lặng đối thủ và đối thủ sẽ không dùng skill được. Mình cho thêm một cái sâu zin nữa là đối thủ có những câm nín thôi. Gọi là anh chỉ biết câm nín, nghe tiếng Nidalee khóc, biết làm gì cho em khi bị câm lặng rồi đây. Cố gắng kiếm một cái BF, một cái nước mắt nữa là có ngay một cái combo sâu zin hồi skill liên tục. Sonaka này, Sonaka ra khá nhiều và dày, rất ngon. Bởi vì khởi đầu trận đấu thì nó mình không cần phải ron riết mà nó cũng tự ra rồi, nên là về về quấy thì nó cũng sẽ thế mà thôi. Hệ con AC này thì phải nói là nó ra, mình thấy nó cứ yếu yếu nào ấy, nó không được khỏe nhá. Mình vẫn nhớ con AC mà mùa 3 ấy không? AC mùa 3 bắn một mũi tên thôi đối thủ là há mồm lồm luôn. Hoặc là con AC ngọc cũng vậy, AC hệ ngọc cũng khá là bá đạo, 4 vàng hệ ngọc. Câm lặng, câm lặng. Trời ơi, Sonoka xịn lắm. Mà chết rồi. Cân được không, 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 cân được không? Mình nghĩ là sẽ không, bởi vì con này nó cầm một cái lưỡi kiếm tử thần mà khỏe lắm. Có thìa này, có thìa, nhưng mà để mình đang đứng vị trí khá là cao tận top 1 cơ và sẽ không có thể lấy được những trang bị mình cần đâu. Mất thìa mình thì xin nhẹ cái BF hoặc là một cái nước mắt là được rồi, không cần nhiều, chỉ thế là đủ. Mất rồi, còn giọt nước mắt nữa thôi. Dòng trai tên này có vẻ tên Hàn Quốc rồi. Ok, dòng trai cũng không lấy giọt nước mắt và mình sẽ phi tới lấy giọt nước mắt này. Lại Sonaka nữa. Đôi khi những thứ mình không cần tìm lại xuất hiện, còn đôi khi những thứ mình cần tìm lại không xuất hiện mọi người ạ. Đúng là nghịch lý đúng không? Rất là nghịch lý luôn. À, con gì ta? Ok, 6 ra bình G luôn đi, cho mát binh luôn. Bởi vì hai hệ kia cũng không giá trị nhiều so với kiểu là full hệ như này.
đội hình này khá là hay. À, 2, 4, 6, 7. Phải có thêm một cái nhân tạo để chúng ta kích hoạt đủ đủ full luôn. Gragas này, Mythic Stratagem, Revenger. Mình đang cần Revenger này, mình sẽ lấy con Evoker này nhá, à con Event này. Lao sau cho Event vào là em đông Event này với con Morgana, Skama lại kiểu anh em với nhau nữa, rất là ngon. Sổ khống chế cả, lượng mana đối thủ không thể dùng được luôn. Sổ rồi. Nó sẽ khiến cho một lượng mana cơ bản của đối thủ sẽ bị tụt đến mức tối đa luôn. Quá khỏe. Còn rất nhiều tướng khỏe mình chưa phát hiện ra mọi người ạ. Mình cần một BF nha. Tôi xin một cái BF thôi, Bli. Bli đó, Bli Bli Bli. Cho này vào. Sổ kia hay luôn, BF. Cũng không phải là BF mọi người ơi. À, bây giờ thì mình sẽ lấy một cái áo choàng lửa này, một cái áo choàng lửa này mình sẽ dành cho con cây đi, có cây áo choàng lửa đi. Ninh đi cho xuống dưới, cho đây. Nearly này. Forgotten Abomination. Mình lên level 8 mình sẽ đón một Sonaka mọi người nhá. Level 8 đi. Bởi vì tướng 3 Sonaka tướng 2 vàng à. Ôi trời, nãy giờ mình quên mất. Level 7 đón thôi. Mình cứ tưởng nó là tướng 3 vàng chứ. Xít nữa thì toang rồi. Hy vọng round sau mọi người, round sau này sẽ có một cái BF đi. Là mình đỡ phải đi chợ nhặt, đỡ phải gọi là tranh giành với những đối thủ khác, rất là mệt, cảm giác mệt lắm. Cảm giác kiểu tranh giành để nhặt một món đồ thì gọi là siêu mệt luôn. Ui, tuyệt vời. Sâu Jin hắc ám này. Cho quả sâu Jin hắc ám luôn đi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu run để kiếm Sonaka 3 sao này. Lên. Lên luôn. Lên lên luôn. Rồi không ra nhờ. Đấy, nó là thế đấy. Không run thì nó tự ra. Còn run lại không chịu ra. Nhưng cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Còn ba con nữa thôi. Mình khi đã run là mình phải run cháy máy luôn thì mới chịu được. Browbinger. Ok. Giữ nó cho mày lại 30 vàng đó. Không mà tao run cho hết sạch luôn rồi. Siêu khống chế em ạ. Siêu khống chế luôn anh em ạ. Anh à, ông này cũng đang cầm Sonaka. Đối thủ này đang cầm Sonaka mọi người ạ. Nhưng mà để xem cầm 3 con thôi, cũng không nhiều, mình cần 3 con nữa là đủ. Và tướng 2 vàng lại rất là đông nữa, cũng không không có gì phải suy nghĩ cả. Pắp luôn bạn ơi. Lên 50 vàng bắt đầu run tiếp đi. Bán đi. Station ra thì 3 sao cũng không có giá trị về gánh tim nhiều.
Volibear. Volibear này thì nếu mà kỹ năng của nó thì tương tự, nó kiểu tương tự đại cassette ấy, nhưng mà không mạnh bằng thôi. Có Thìa này, có Thìa, có Vego, Darius các kiểu đây. Mình mất mấy cái thìa rồi. Và hệ này thì cần một cái gì để ghép vào ta? Nearly găng. Mình sẽ lấy cái găng này đi. Cho Kama một nhá, cho Kama cái găng này. Mystic Ranger Event. Temo rất nhiều nhá. Thực sự rất là mệt mỏi khi cảm giác muốn roll một vị tướng mà nó cảm giác như kiểu nó một vị tướng một hai vàng ấy mà roll mãi không ra ấy mọi người. Cảm giác đấy cảm giác rất là tồi tệ. Chỉ muốn khóc thôi. Mà khóc thì nó cũng chẳng cho mình được nữa. Thà kiểu roll vị tướng 5 vàng đi, nó còn có một cái 5 vàng để mình lên 5 vàng là lựa chọn luôn. Tứ thủ kìa, em giống ạ. Cực kỳ khó chịu nhá. Đợt trước mình chơi ui nhưng mà kinh quá, còn gì này? Con gì thế này? Nó là con người à? Khỏe thế bạn ơi. Nhưng mà thấy không? Con Kama của mình lên 3 sao ấy, nó trưởng một trưởng thì đối thủ cũng nát mà thôi. Ông này ít máu rồi, kiểu dính sẽ người giết ông này thôi. Mình không giết được, có người khác giết. Vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy sao? Tại sao? Một nghìn câu hỏi tại sao? Đầu tiên là tại sao tôi lại còn không ra? Sonaka thể hiện bản lĩnh của mình đúng rồi. Đối thủ sẽ gọi là đến chảy nước mắt luôn. Bum. Riêng mấy đối thủ nào mà chơi kiểu về kỹ năng kiểu pháp sư gì đó mà gặp con Sonaka của mình thì đúng là thực sự là chỉ có tắt điện mà thôi. Nín. Thế thì mình sẽ bây giờ đánh đánh lừa game đi ha, mình sẽ không ron nữa. Để tự nó ra đi nhở. Tao gọi là tao đếch thèm ron nữa, mày mày làm gì mày làm kiểu thế mọi người ạ. Bốn phần trăm máu và 3% mana được hồi. Kiếm súng này, quỷ thư đi, huyết kiếm đi. Ok, nhấp phát thử nào. Riven và cây, Draven và Rize. Draven này. Ông này có qua Wick nhìn. Ui, Draven đẹp trai quá này. Mình bị thọt rồi. Mình bị thọt bởi vì con Sonaka mọi người ạ. Mình ron, mải ron nó quá nên là hơi thọt. Cặp Draven luôn rồi. Qua Wick 3 sao. Nhìn cũng khá là tởm. Cánh hoa hồng này đã tàn phai. Sổ ơi, Nili hồi máu như hắc mà đưa ra vần thì nó vẫn là một cái gì đó quá kinh tởm. Ui sổ nó ném kìa, trong khi là con Kama của mình nó có một cái trang bị đó quỷ thư đấy mà nó ném phát nào hồi đầy máu phát đấy luôn. Quá khủng khiếp.
khó nhở. Ron mới tướng cho dở ngương này mệt vãi chưởng ra. Đời là vần của ông này thì chưa lên 2 sao đấy, lên 2 sao thì còn mệt mỏi. Biết thế lúc mình làm quả gậy lốc rồi. Lúc thì rõ ra nhiều mà. Sonaka này. Sonaka này. Nearly à, khỏi lấy đi. Ông này đang có con Ophelios này. Nhưng mà cặp con Sonaka của mình thì cho đám đông thì đối thủ cũng sẽ tắt nứng mà thôi. Đấy chứ cái lợi thế của Sonaka mọi người ạ. Khiến mana của đối thủ sẽ bị dồn lên một mức đó chính là cao vãi trưởng luôn. Gọi là tăng cái số mana cơ bản của đối thủ lên cao. Khiến đối thủ sẽ không dùng skill được. Hai mươi tám vàng lên level 7, level 8 thì cũng được. Nói chung nếu level 9 thì ổn hơn, mình sẽ cho có thể là 4 Renever hoặc là 4 Invoker cũng được. Nhưng mà mục đích trong đấu này mình làm cho anh em xem đó chính là Sonaka 3 sao cầm trang bị khiến đối thủ bị câm lặng liên tục. Vậy nên nếu không có Sonaka 3 sao thì video này cũng chẳng có giá trị gì luôn. Nên mình sẽ cố làm. Úi xổ ôi, con Kama rất là khỏe nha anh em. Trưởng một trưởng đối thủ cũng đan vỡ hoàn toàn luôn đó. Bùm. Bốn đối thủ thôi. Hệ song đấu nhân tạo. Giao điện cuồng đao. Và một trang bị đó chính là thông đạo này. Diệt khổng lồ này. Mình sẽ thông đạo đi. Thông đạo sẽ là trang bị mình sẽ cần để có thêm một con tướng là chống chịu á. Như đồ đá vần này này, khiếp quá. 4 Forgotten và hai cái kia. Ron lên luôn, ok tuyệt vời, lên rồi. Cuối cùng cũng lên mọi người ạ. Đã có Sonaka 3 sao. Hoàn thành được mục tiêu rồi. Bây giờ thì Echo vàng là level 8 đi, rồi up level 9 luôn. Lượng máu mình còn nhiều mà nên mình không phải vội. Game này thì có hai ông chơi đồ Raven luôn. Chơi đồ bắt tướng này, nó bắt tướng mọi người, nó bắt tướng nhá. Chơi người chơi hệ con Vego nó bắt linh hồn của mình đi. Mình sẽ phải di chuyển con Vega, con Sonaka hướng khác. Dùng skill luôn đi. Đúng rồi. Kama. Khỏe quá nhở. Warwick kìa, em nhìn Warwick không ạ? Thực sự con Sonaka mình lỗi rồi đấy, nhưng mà con Warwick này nó không mất một giọt máu luôn ý, chứ không phải là chết nữa đâu. Nó không mất một giọt máu nào luôn. Ok. Thôi nếu mà xin nhẹ khoảng top 2 cũng được nhờ. Bởi vì rằng là tôi đã quăng hết sức rồi. Đối thủ nó có một cái gậy lốc này. À không phải gậy lốc. À biết đâu con Warwick nó có trang bị này này. Cái thú tượng thạch giáp mà kiểu kiểu này này kiểu người ta kiểu hắc ám ấy là khi mà bị gây sát thương vào nó sẽ được hồi máu. Và đội hình của mình thì ít sát thương phép nữa. Giờ muốn win thì chỉ có Kama 3 sao thôi thì mới ra win được. Chết rồi. Có vẻ con Sonaka của mình sẽ bị gây sát thương vào. Đúng rồi. Bị gây sát thương rồi, nhưng mà được Raven không có trang bị huyết kiếm thì bạn sẽ chết với tôi thôi. 70 máu mà không nên vội, kiểu gì mình sẽ lên 50 vàng, mình lên 38 à. Nhưng có điều là đối thủ này khỏe quá thôi. Đúng không? Warwick kìa, nó cân hết luôn ấy. Mặc dù là mình có áo trong lửa nhá, mặc dù là mình có áo trong lửa này, có hẳn một cái quỷ thư nữa, nhưng mà vẫn không là gì với Warwick này cả. Nó dường như là một cái gì đó huyền thoại rồi. Sợ thật. Bàn tay công lý này, mình cái này mình nghĩ là mình sẽ cho con Kama đi.
70 vàng 5.7. À, đồ xịn quá, cái thêm cái này nữa. Nico không. Bây giờ từ khi mình lên được đó chính là 8 Draubinger, có Garen nữa thì mới là nó gánh team được. Còn không thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Con event trong khi nó sản xuất được một con cây 2.500 máu rồi đấy. Lượng giáp cũng phải tầm 900. Các kiểu đây mà vẫn thua luôn, vẫn không thể làm gì khác được. Màu này hay nhá, mới lên được level 2 sao thôi. Mà 3 sao thì kết của mình thì chắc còn quang nữa. Ông này chuẩn bị nu 3 sao rồi này. À ông này bui đồ nhầm rồi, bởi vì anh biết đâu một điều ấy. Uầy, có Volibear 2 sao luôn, kìa khổng lồ nữa. Bùm. Nhưng mà con Sonaka của mình thì khống chế anh em thấy không ạ? Khống chế mát lực luôn. Ui rồi kìa. Nhưng mà con gì đây? Mà nó đấm mạnh thế. Từ từ thôi chứ, nhẹ nhẹ thôi. Gì mà đâm lút cán ghê vậy con Sion này. Úi dồi kìa, úi dồi kìa, úi dồi kìa. Kinh quá. Toàn quái thú thôi. Vừa ra chưa kịp chào nhau gì đã bao đâm nhau như kiểu phim trường rồi. Tiếp tục lên cấp mọi người nhá. Một cái hệ Rauwer nữa là con... đó chính là con Heminiger mọi người ạ. Heminiger nhá, con người máy. Được là bên 2 sao rồi. Được là bên của team địch đã lên 2 sao. Úi trời ơi, đội hình khiếp quá. Warwick thì nhảy liên tục luôn anh em ạ. Này, khi nào cũng chỉ còn đến này thôi. Round nào cũng vậy. Khó nhở. Bây giờ thì để mình xem nào. Mình mà run được con Kama 3 sao thì win. Kama 3 sao trưởng một trưởng đối thủ sẽ clear luôn á. Mà để có Kama 3 sao trong game này thì... hơi khó. Nunuva này. Tại sao con này lại nhảy qua bên này à? Nó chạy qua bên này à? Nó phải chạy qua bên này chứ đúng không? Bảy máu bắt linh hồn à? Bắt linh hồn tôi à? Sao để ông bắt linh hồn tôi được? Zoom cho e gặp luôn Kata 3 sao. Ôi trời ơi, mạnh lắm. Con Sonaka của mình cũng mạnh chứ. Garen sát thủ à? Thìa này. À cái hệ này ngon mọi người. Chết rồi, đối thủ lấy cái hệ đấy là chịu rồi đấy. Cái hệ đấy sẽ khiến cho... nó sẽ khiến cho con... biết đâu mọi người không? Hệ này sẽ khiến cho cái này trở thành 5 luôn này. Vãi trưởng ông hên thế nhở. Thì rồi con cái con đối thủ của ông ấy thì ai đỡ là cho được. Mình muốn lấy cái này lấy rồi nhưng mà không thể chạy lại kịp được rồi. Đây. À đang thiếu gì nhở. À ông nhặt cái đồ này mọi người ơi. Cái đồ gì vậy nhở? Cái này là cái gì vậy ta? Để mình xem nhé, từ từ. Đợt trước mình có đọc qua sơ sơ rồi. Ui. Win được không? Win được rồi, win được rồi, win được rồi. Khả năng win được. Cát. Hay quá mọi người ơi, win được rồi. Cuối cùng. Cuối cùng cũng có thể một cái triển vọng khá cao cho trận đấu này. Warwick à? Bạn ơi. Bạn sinh ra nhầm chỗ rồi nhá. Lúc nãy thôi, bây giờ thì... Úi, mà nó kinh vậy anh em ơi.
Nó khiếp quá anh em ạ. Này, còn 230 máu thôi mà nó vẫn có thể quỷ diệt được mình. Chưa, mình sẽ up lên level 9 cho thêm con Garen, mà nữa là mình sẽ có đội hình đó chính là 6 Drow Binger, à 8 Drow Binger rồi nhá. Để xem lúc đấy thì ai sẽ là người chiến thắng. Chưa đâu bạn ơi, chưa có cái kết đâu. Lúc này đối thủ này gặp ai nhở? Ông này gặp mình đúng không? Ông này gặp mình à? Phải không nhở? Ok. Đối thủ này thì chuyên dùng skill ấy, vậy nên là gặp con Sonaga của mình là tắt điện ngay. Đấy, một phát câm lặng ngay gì đâu mà. Câm lặng luôn. Liên tục là những pha câm lặng đến từ vị trí của đội hình mình. Ui sổ ôi. Con Sion kìa. Nhưng không sao, Sion thì cũng đến vậy thôi. Đến vậy thôi bạn Sion ơi. Khi mình đã có 4 Reverse Nature thì cái lượng máu hồi phục và cái lượng mana hồi phục nó sẽ nhiều hơn nữa. Ây à, top 1, ông này thì đã đấm được ông này. Invoker, chịu rồi. Bây giờ nhấp nhầm vào con đấy thì đúng là tắt tắt điện luôn ấy. Kiếm súng này. Cái trang bị này thì cho Garen nhé, anh em cho Garen trang bị này luôn. Lúc nãy cái ông Draven thì lúc nãy mình sheet ăn được rồi. Đấy là mình chưa đủ 8 nhá. Khi đủ 8 xem mình sẽ có gì, 200% maximum hurt. Đã đẹp trai còn đẹp trai hơn nữa luôn. Ok, không nên tiếc gì nữa. Nhưng mà quan trọng là Corona Garen không bên này. Nhiều khi game nó tấu hài lắm mọi người ạ. Đúng thật, đúng như mình dự đoán luôn. Ronda Garen hay không là vấn đề quan trọng nhất. Trời ơi, không có Garen luôn. Tôi bắt đầu chịu cái game này rồi đấy. Level 9 tỷ lệ 15% mà Ron không ra Garen, đúng là kiểu đúng game kiểu là cho ta. Mình cần thứ gì thì nó sẽ không cho mình thứ đó. Boom. Nếu mà trang bị quỷ thư cho con Heimerdinger thì ngon hơn. Nó sẽ khiến đối thủ bị cầm, bị thúc đốt máu nhiều hơn. Rồi sao nào bạn ơi. Hay quá. Ông này gặp mình à. Ông này gặp mình win mình này. Đấy thì mới khổ chứ. Đấy mới bảo một câu là có đội hình này khác cho đội hình kia. Garen. Ok tuyệt vời. Tutor được level này nó sẽ bổ thẳng vào con Garen của mình quá. À Threat nó kéo luôn con Sonaka của mình lại nữa chứ. Ok tuyệt vời. Bây giờ sao? Giờ sao nào Warwick ơi? Warwick ơi. Tao ghét mày nãy giờ rồi. Tao ghét mày nãy giờ rồi. Bây giờ được trả thù. Ok mọi người, top 1 đang gọi là trông chờ mình rất là cao trong mình luôn. Sonaka. Đấy chứ. À, zoom ảnh lên nó bị lỗi mọi người chứ. Vấn đề như cũ mọi người nhá, không thay đổi nhiều. Bởi vì đội hình để cũ đang vẫn win mà. Sonaka. Piu. Piu. Trời ơi, câm lặng cả đội hình luôn. Chung đội hình này mình thấy đội hình khó chịu nhất đấy. Đội hình khá là khó chịu mà lên mà ra leo rank mà có con Sonaka đồ này nữa thì đúng thật sự là tự tin mà có thể đạt được leo rank rồi. Ông này gặp ai đây? Không phải gặp mình rồi, gặp đối thủ kia.
đi chợ nào, có Garen này, vô cực kiếm này, quỷ thư này, lấy quỷ thư rồi nhá, lấy quỷ thư cho con Hermenray đi, giáo sư đi, giáo sư tặng mày một cái trang bị này, My Stick. Ok. Chết rồi. Chưa kịp khạc khiếc gì mà đã kéo rồi à? Khổ chưa? Mua có một đối thủ kia giết được thì ngon endgame rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhá. Chào mọi người, hẹn gặp lại những video lần sau. 7.5 luôn.